Kính thưa các thầy cô và các anh quý anh chị đồng nghiệp, sau đây em xin được trình bày bài báo cáo của em về ứng dụng siêu âm tim đánh giá truyền dịch ở bệnh nhân hồi sức tích cực. Đa phần những cái bệnh nhân mà đến với khoa hồi sức cực thường thì họ có những vấn đề rất trầm trọng, trong đó là có những vấn đề về sốc. Thì sốc thì có thể là do sốc giảm thể tích, sốc phân bố, sốc tắc nghẽn rồi là sốc tim. Và cái đầu tiên chúng ta tiếp cận bệnh nhân là xem chúng ta sẽ làm gì với cái bệnh nhân đó. Thế thì khi mà đánh giá một bệnh nhân sốc thì bước đầu tiên chúng ta sẽ đánh giá là bệnh nhân này định hướng nguyên nhân sốc bệnh nhân là gì. Trong trường hợp mà mình định hướng bệnh nhân là nguyên nhân sốc nhiễm khuẩn hoặc là sốc giảm thể tích thì mình sẽ bắt đầu nghĩ đến cái việc là sẽ bù dịch cho bệnh nhân. Như vậy cái việc bù dịch trong bệnh nhân ở trong hồi sức cấp cứu nó là công việc thường ngày của các bác sĩ hồi sức cấp cứu và nó là công việc rất là quan trọng. Như vậy thì làm sao thì chúng ta có những cái chỉ số gì khiến chúng ta giúp chúng ta có thể đánh giá và tiếp cận gần hơn với cái thể tích dịch lòng mạch hiệu dụng của bệnh nhân, và có cách gì mà khiến chúng ta không quá tay bù dịch quá mức cho bệnh nhân, bởi vì hiện tại có rất là nhiều nghiên cứu đã chứng minh rằng ở những bệnh nhân mà hội nặng cần hồi sức và khi mà bệnh nhân có quá tải dịch thì nó làm gây tăng tỷ lệ tử vong và tăng thời gian nằm viện của bệnh nhân. Bài báo cáo của em sẽ chia làm 3 phần. Phần thứ nhất là sinh lý chu chuyển tim, ứng dụng trong siêu âm tim. Phần thứ hai là các chỉ số được sử dụng để đánh giá đáp ứng truyền dịch của bệnh nhân, và phần thứ ba là một số các cái minh họa về các cái thao tác để ứng dụng siêu âm tim đánh giá bệnh nhân cần hồi sức dịch. Về sinh lý chu chuyển tim thì một chu chuyển tim thì bao gồm thời kỳ tâm trương và thời kỳ tâm thu. Thì thời kỳ tâm trương thì sẽ chia làm 3 phần chính là giai đoạn đổi đáy hất nhanh, đổi đáy hất chậm và giai đoạn tâm nhĩ co. Thì cái giai đoạn đổi đáy hất nhanh và đổi đáy hất chậm trên siêu âm thì nó được đánh giá bằng cái sóng A và được gọi là cái thời kỳ tâm trương sớm. Và đến cái thời kỳ tâm nhĩ co thì tâm nhĩ sẽ tống khoảng 35% lượng máu từ tâm nhĩ xuống tâm thất. Trên siêu âm thì nó sẽ biểu hiện bởi sóng A. Tức là cái thời kỳ tâm trương sớm thì biểu thị bằng sóng E, còn thời kỳ tâm trương muộn thì biểu thị bằng sóng A. Sau đó là đến thời kỳ cao đẳng tích, lúc này thì cả van hai lá ở van động mạch chủ đều đóng và lúc này thì cái thể tích máu ở trong tâm thất nó không thay đổi. Khi mà áp lực trong tâm thất nó tăng lên với một mức nhất định và cao hơn áp lực trong động mạch chủ thì lúc này tâm thất bắt đầu tống máu vào trong động mạch chủ. Giai đoạn tống máu này thì mình phân chia thành thời kỳ tống máu nhanh và thời kỳ tống máu chậm, và trên siêu âm thì nó biểu thị bởi cái giai đoạn sóng đi qua van động mạch chủ. Và để ước tính được cái cung lượng tim đi qua van động mạch chủ thì mình sẽ có chỉ số VTI đường dây thất trái, sau đó mình sẽ tính toán được cái thể tích tống máu của bệnh nhân. Và cuối cùng là giai đoạn giãn đẳng tích, tức là lúc này van hai lá và van động mạch chủ đóng và thể tích máu ở trong tâm thất không thay đổi. Định luật Frank-Starling là định luật cơ bản và định luật quan trọng để ứng dụng trong siêu âm tim đánh giá bù dịch. Thì khi các cái tế bào cơ tim bị kéo căng thì chúng có bóp mạnh hơn và do đó làm cho cái thể tích tống máu tăng lên khi mà cái lượng tiền gánh bệnh nhân tăng. Tuy nhiên khi cái cơ tim phải kéo dài vượt quá một cái mức nhất định thì chúng không thể co bóp mạnh hơn được nữa, và dù tiền gánh của bệnh nhân có tăng lên thì cái thể tích tống máu của bệnh nhân cũng không tăng thêm nữa, và như vậy thì bệnh nhân sẽ dễ dàng bị phù phổi cấp huyết động. Và vì thế nên là với những cái bệnh nhân hồi sức thì chúng ta mong muốn là khi mình bù dịch cái bệnh nhân lên, bệnh nhân phải đáp ứng với truyền dịch, tức là cái thể tích tống máu của bệnh nhân, stroke volume nó phải tăng lên nữa. Và mình mong muốn được rằng là bệnh nhân là nằm trong cái khoảng từ A cho đến B, có nghĩa là khi mà cái thể tích cuối tâm trương của thất trái tăng lên thì nó kéo theo cái việc là cái thể tích tống máu của bệnh nhân cũng tăng lên. Và để đánh giá được
dịch của bệnh nhân thì có những cái chỉ số tĩnh và cái chỉ số động để mình có thể đánh giá dịch. Thì hiện tại các cái thông số tĩnh đánh giá thiếu dịch trên siêu âm tim thì mình sẽ đánh giá bằng cái kích thước thất trái của tâm trương, đường kính tĩnh mạch chủ dưới và một số thông số đánh giá bệnh nhân có tăng áp lực đổ thể thất trái của tâm trương như là chỉ số E trên A và E trên E vẩy. Thứ nhất là cái thể tích thất trái cuối tâm trương á, thì khi mà mình siêu âm tim lên thì mình nhìn đại thể mạch quả tim ở mặt cắt 4 buồng thì mình nhìn thấy được rằng là hai cái thành thất trái nó móc vào nhau. Nó tức là biểu hiện một và tim đập rất là nhanh. Đây gọi là hình ảnh tim tăng động và hình ảnh Kissing Wall. Ở những bệnh nhân như vậy, nếu mà bệnh nhân không có những cái bệnh cơ tim phì đại từ trước thì mình nghĩ nhiều đấy là bệnh nhân này là bệnh nhân đang bị thiếu dịch. Thứ hai là một cái giá trị tuyệt đối của cái đường kính cái tĩnh mạch chủ dưới mà rất là thấp, tức là dưới 10 mm, thì bệnh nhân này là bệnh nhân thiếu dịch. Và chỉ số E trên A và E trên E phẩy, thì khi mà chỉ số E trên A này mà lớn hơn 2 và chỉ số E trên E phẩy trung bình và mà lớn hơn 14 thì bệnh nhân có tăng áp lực đổ đầy thất trái. Thế thì E này chính là cái E chính là cái biểu hiện cái giai đoạn mà tâm trương sớm, và sóng A là biểu hiện của dạng tâm trương muộn. Còn cái sóng E phẩy là cái sóng mình phân tích được khi mà mình đánh giá bằng Doppler mô của bệnh nhân. Thì sóng E phẩy là biểu hiện là cái vận tốc của mô cơ tim thất trái đầu tâm trương. Tức là mình sẽ đặt cái con trỏ ở trên máy siêu âm vào cái vị trí mô cơ tim cạnh cái vòng van hai lá và ở vách liên thất và vùng bên. Và sau đó mình sẽ đo vận tốc của cái mô cơ tim di chuyển trong cái khoảng thời gian này. Và sau đó mình sẽ tính được chỉ số E phẩy. Và không giống như là sóng E không giống như là cái sóng E lớn, thì sóng E phẩy nhỏ này thì nó ít nhạy cảm hơn với những thay đổi về tiền tải, và nó là một dấu hiệu độc lập để đánh giá tiền cánh thất trái trong đoạn tâm trương. Bình thường ấy, khi mà E trên E phẩy mà dưới hơn 8 thì biểu hiện rằng bệnh nhân này có cái thể tích cuối tâm trương thất trái bình thường. Còn nếu mà E trên E phẩy bên lớn hơn 13 hoặc E trên E phẩy vách lớn hơn 15 hoặc là E trên E phẩy trung bình lớn hơn 14 thì biểu hiện là bệnh nhân này có tăng cái thể tích cuối tâm trương thất trái. Đây là một nghiên cứu được đăng trên tạp chí Tim Mạch của châu Âu năm 2017. Thì đây là một nghiên cứu do cái tổ chức CVE trên 9 trung tâm tim mạch của trong suốt ở châu Âu. Thế thì cái nghiên cứu này thì so sánh với cỡ mẫu là 159 bệnh nhân, và người ta so sánh cái giá trị của đánh giá áp lực đổ đầy thất trái của bằng siêu âm tim qua thành ngực với cái áp lực thất trái họ đo được bằng bằng thông tim. Vậy thì mọi người có thể nhìn thấy đây là cái kết quả khi mà họ sử dụng chỉ số E. Nếu mà chỉ đơn thuần là chỉ số E, tức là cái mitral airway, thì và so sánh với cái LVEF bằng thông tim, thì LVEF thông tim thì mình sẽ đo bằng cái KDE LVEF đo bằng thông tim, tức là cái phân số em xin lỗi ạ. Tức là mình đo được cái áp lực cuối tâm trương thất trái bằng thông tim, và khi mà áp lực cuối tâm trương thất trái mà trên 15 mm thủy ngân thì có nghĩa là bệnh nhân đấy là có cái tăng áp lực đổ đầy tâm trương thất trái. Và nếu mà bệnh nhân có cái áp lực đổ đầy tối thân thất trái mà dưới 15 mm thủy ngân thì bệnh nhân này là có áp lực đổ tâm trương thất trái bình thường. Khi mà họ đo chỉ số mitral airway thì họ thấy được là tương quan giữa với cái áp lực cuối tâm trương thất trái là 0,32% với P nhỏ hơn 0,0001. Và khi mà họ sử dụng chỉ số E trên A để so sánh với tương quan với cái thể tích cuối tâm trương thất trái, áp lực cuối tâm trương thất trái, thì chỉ số tương quan là
E và là 0,46 với P nhỏ hơn 0,001, và khi người ta sử dụng cái chỉ số E trên E phẩy thì người ta cũng đo được chỉ số R tương quan là 0,34 và với P nhỏ hơn 0,0001. Tuy nhiên là chỉ số E trên A thì có cái tương quan mạnh mẽ hơn với cái trường hợp bệnh nhân có phân số tổng máu thất trái là dưới 50% với chỉ số tương quan là R bằng 0,63 và P dưới 0,0001. Và cho đến thời điểm hiện tại thì cái chỉ số E trên A này là một trong những chỉ số mạnh nhất để đánh giá về mối tương quan giữa áp lực độ đầy tâm trương thất trái với khi mà mình so sánh với cái phương pháp xâm lấn là đo qua thông tim. Và đây là đây là cái guideline của Hiệp hội Tim mạch Mỹ về siêu âm tim, thì Hiệp hội siêu âm tim Hoa Kỳ đã đưa cái chỉ số E trên A và E trên E phẩy vào để đánh giá là bệnh nhân này có cái rối loạn chức năng tâm trương hay không. Và đây là cái gọi là cái sơ đồ để khi mà mình siêu âm tim thì mình đánh giá những cái giá trị này để ước lượng được là cái ước lượng được cái thể tích tâm trương thất trái của bệnh nhân. Vừa rồi em đã trình bày các cái thông số tĩnh đánh giá về quá tải dịch ở bệnh nhân hồi sức cấp cứu. Và hiện tại bây giờ thì em sẽ xin phép được trình bày cái các cái thông số động để trên siêu âm tim để đánh giá về đáp ứng bù dịch của bệnh nhân. Thì có hai phương pháp chính được sử dụng để đánh giá cái thông số động này là sau khi mình làm nghiệm pháp nâng chân thụ động và sau khi tiết truyền dịch cho bệnh nhân. Và khi có cái sự thay đổi thể tích tổng máu SV thì theo nhịp hô hấp hoặc là theo nhịp tim của bệnh nhân thì mình sẽ đánh giá bệnh nhân này có đáp ứng bù dịch hay không. Và tương tác tim phổi bệnh nhân thở máy là cái nền tảng cơ bản của mình để ứng dụng đánh giá bệnh nhân có đáp ứng bù dịch hay không. Khi mà có sự dao động mạnh, khi mà có sự dao động trên 12% ở thể tích tống máu lúc thời hít vào thì thở ra thì bệnh nhân sẽ có đáp ứng bù dịch. Nguyên tắc đo độ dao động của IVC cũng như vậy. Và IVC, cái chỉ số DIVC lớn hơn 18% thì biểu hiện là bệnh nhân này là có nhiều khả năng là sẽ có đáp ứng với bù dịch. Người ta cũng phải đo cái đường kính tĩnh mạch chủ trên để đánh giá bệnh nhân có đáp ứng với bù dịch hay không, và cái cắt off là trên 36% thì dự đoán bệnh nhân có đáp ứng bù dịch. Tuy nhiên là cái đo tĩnh mạch chủ trên này thì nó hơi khó với những cái bệnh nhân mà dùng siêu âm tim qua thành ngực, vì thế nên là mình cũng ít sử dụng cái đánh giá đo cái tĩnh mạch chủ trên này. Khi mà mình muốn đo cái thể tích nhát bóp của bệnh nhân ấy, thì trên siêu âm tim ấy, nó có một cái công thức để đo thể tích nhát bóp của bệnh nhân dựa vào cái mặt cắt 5 buồng từ mỏm và mặt cắt cạnh ức. Và cái công thức tính thể tích nhát bóp trên siêu âm tim thì dựa vào cái diện tích đường ra thất trái nhân với VTI. Diện tích đường ra thất trái này mình đo được thì dựa vào mình đo cái chỉ số PR bình phương với R là bán kính của đường ra thất trái, mình đo ở mặt cắt cạnh ức. Còn cái đo VTI là mình đo trên mặt cắt 5 buồng từ mỏm. Thế thì khi mà mình cho rằng là cái diện tích cái đường ra thất trái này không thay đổi giữa các nhịp hô hấp, thì khi mà thay đổi tính SVV tức là độ dao động của thể tích nhát bóp thì mình chỉ cần tính dựa vào độ dao động của VTI là mình đã có thể có được cái thông số SVV rồi. Thì VTI là cái tích phân vận tốc theo thời gian của các tế bào hồng cầu trong một lần co bóp, thì biểu thị bằng diện tích dưới đường cong. Thể tích thì bằng diện tích nhân với chiều dài, thì diện tích chính là cái diện tích đường ra thất trái, còn chiều dài đây là mình hiểu là cái chiều dài cột tống máu mà một lần nhát bóp mà có thể tống máu đi được trong một đơn vị thời gian. Thì điều kiện mình đo VTI này thì phải là bệnh nhân không có hẹp van động mạch chủ và bệnh nhân này phải ở nhịp xoang. Đây là cái minh họa hình ảnh khi mình đo VTI của bệnh nhân ở ở
ở cái hình đầu tiên trước khi được đáp ứng bù dịch thì VTI của bệnh nhân là có 16,4, sau khi bù dịch cho bệnh nhân thì VTI tăng lên là thành 24. Như vậy thì khi mà mình trừ đi hiệu số đi thì VTI bệnh nhân này là trên 20%, bệnh nhân này có đáp ứng với bù dịch. Và đây là một cái nghiên cứu để so sánh cái hiệu quả của siêu âm tim so với cái biện pháp xâm lấn là PICCO ở trên những cái bệnh nhân nhi trong đơn vị hồi sức tích cực thở máy, thì người ta đã thấy được rằng là có sự tương quan mạnh giữa cái kết quả sự tượng, giữa siêu giữa cái CO của siêu âm tim và CO đo được trên PICCO với chỉ số tương quan R bằng 0,98 và chỉ số R bình phương bằng 0,971. Hạn chế của siêu âm tim thì phụ thuộc vào kinh nghiệm của người làm siêu âm tim, cần phải được đào tạo vào siêu âm tim. Ở những cái bệnh nhân có bệnh lý van tim như bệnh lý hẹp hay hở nặng van hai lá, hẹp hở van động mạch chủ, hay những bệnh lý về đoạn nhịp tim hay bệnh lý bề ngoài tim thì khó để ứng dụng siêu âm tim để đánh giá bù dịch cho bệnh nhân. Và điều kiện áp dụng siêu âm tim đánh giá dịch thì bệnh nhân phải được thở máy, bệnh nhân phải ở nhịp xoang và thể tích khí lưu thông của bệnh nhân là phải trên 7 ml trên kg cân nặng, và áp lực trọng nội bộ bệnh nhân bình thường khi mà mình dùng IVC đánh giá, và khoang ngực thì bệnh nhân phải còn phải nguyên vẹn thì mình có thể đánh giá và đặt cái đầu dò siêu âm lên trên thành ngực của bệnh nhân. Và sau đây em xin minh họa cái clip để đánh giá chỉ số E trên A. Đây là mặt cắt 4 buồng từ mỏm. Khi mình đặt con trỏ chuột vào cái vị trí của đầu mút van hai lá, sau đó là mình sẽ ấn nút PV kép ở trên cái màn hình thì mình sẽ được chỉ số đo hai cái sóng này, và sóng đầu tiên là sóng E và sóng thứ hai gọi là sóng A, và khi mình sẽ chia chỉ số E trên A này thì mình sẽ tính toán được. Còn đây là một cái minh họa mình đo chỉ số E trên E phẩy, cũng là một mặt cắt 4 buồng từ mỏm, và mình sẽ đặt cái con trỏ chuột của mình vào vị trí vách liên thất hoặc là vách bên. Đây, ban đầu mình sẽ đặt về vách bên, thì mình sẽ sau đó là mình ấn TDI và ấn PV kép, mình sẽ được cái chỉ số E trên E phẩy ở trên màn hình. Cái sóng đầu tiên đi xuống, đấy là sóng E phẩy ạ. Còn đây là minh họa mặt cắt 5 buồng từ mỏm để mình đo VTI. Mình sẽ dùng Doppler màu để biết được chắc chắn là cái vị trí dòng tống máu. Sau đó mình cũng đưa con trỏ chuột vào vị trí của đường dẫn thất trái và mình ấn PV kép. Mình sẽ được một cái sóng đi xuống như thế này, sóng này là sóng của tống máu của van động mạch chủ. Và sau đó mình sẽ đường viền quanh chu vi của cái sóng này. Và sau đó mình sẽ có được là cái chiều cao của cái cột tống máu. Đó chính là chỉ số VTI. Và sau đó mình nhân với cái diện tích của đường dẫn thất trái thì mình sẽ tính được cái thể tích tống máu của bệnh nhân. Và từ thể tích tống máu của bệnh nhân mình nhân với tần số tim thì sau đó mình sẽ tính được về CO của bệnh nhân. Tóm tắt bài trình bày của em thì để đánh giá một bệnh nhân siêu âm tim qua thành ngực thì đầu tiên là khi mình siêu âm tim bệnh nhân thì mình sẽ tìm dấu hiệu kết sinh quân, dấu hiệu thất trái và thất phải nhỏ và tăng động. Sau đó là mình đánh giá xem là bệnh nhân này có đủ điều kiện để làm các siêu âm tim hay, đủ điều kiện để làm siêu âm tim hay không, như là bệnh nhân này có rối loạn nhịp hay không, có bệnh lý van tim hay không, có cài đặt cái thông số VT trên máy thở là có quá thấp hay không, hay là bệnh nhân này thở hoàn toàn theo máy hay không. Nếu trong trường hợp mà bệnh nhân không có những cái vấn đề bất thường mà mình có thể sử dụng siêu âm tim thì mình sẽ đánh giá độ dao động của VTI trên 12% qua các nhịp tim, hoặc là độ dao động của VTI trên 20% qua các nhịp thở, hoặc sử dụng cái thông số FVV trên 12%, hay là AVC thì dao động trên 18%. Ở những bệnh nhân này thì có nhiều khả năng là bệnh nhân đáp ứng với truyền dịch.
hoặc khi mình đánh giá về cái áp lực đồi thất trái của bệnh nhân, thời kỳ tâm trương, nếu mà E trên A mà lớn hơn 2 hoặc E trên E phải trung bình mà lớn hơn 14 thì bệnh nhân này sẽ có cái áp lực đổ đầy thất trái và tâm trương tăng. Và ở những bệnh nhân này thì mình sẽ hết sức thận trọng để bù dịch cho bệnh nhân vì sẽ có tăng nguy cơ phù phổi cấp huyết động. Và khi mà siêu âm tim mình đã sử dụng tất cả những phương pháp này mà vẫn không thể đánh giá được cái thể tích dịch lòng mạch của bệnh nhân thì mình sẽ sử dụng các phương pháp khác để theo dõi huyết động, như là các phương pháp xâm lấn, như là siêu âm tim qua thực quản hoặc là hỏa lãng nhiệt PICO. Kết luận, đánh giá thể tích dịch nội mạch của bệnh nhân hồi sức cấp cứu luôn là một cái thách thức, và các biện pháp động học dựa trên sự tương tác giữa tim và phổi là nền tảng để dự đoán khả năng đáp ứng dịch. Siêu âm tim qua lồng ngực đánh giá cấu trúc tim, chức năng và các chỉ số huyết động. Và siêu âm tim thì nên được sử dụng với việc theo dõi tim liên tục để đánh giá nội mạch của bệnh nhân hồi sức ạ. Em xin cảm ơn ạ. Vâng, xin cảm ơn báo cáo của bác sĩ thạc sĩ bác sĩ Phạm Thị Tuyết Dung của Đại học Y Hà Nội. Như vậy là chúng ta đã thực hiện được xong cái phần phiên làm việc của chiều nay. Bản báo cáo cuối cùng của bác sĩ Phạm Tuyết Dung đã kết thúc cái phiên này. Tiếp sau chúng ta chuyển sang phần thảo luận. Để xin mời các anh chị và các bạn đồng nghiệp chúng ta có những ý kiến tham luận hoặc là những cái câu hỏi dành cho các báo cáo viên thì chúng ta có ý kiến. Xin mời quý vị đồng nghiệp. Vâng, xin mời bác sĩ. Kính thưa quý thầy cô, quý chị, quý đồng nghiệp, em là bác sĩ Hải đến từ Viện Trung ương Quân đội 108. Em có câu hỏi cho bác sĩ Tú. Thứ nhất là cái bài trình bày của bác sĩ Tú về cái siêu âm cơ trong đánh giá tình trạng suy dinh dưỡng cũng như là tiên lượng ở bệnh nhân, những bệnh nhân nặng. Thì muốn hỏi bác sĩ Tú về hai câu. Thứ nhất là một là cái thuật ngữ về suy mòn cơ. Hiện tại thì cái thuật ngữ ở Việt Nam nó chưa có thống nhất. Thì không biết là trong Sài Gòn là dùng cái, tại vì nó có mấy cái thuật ngữ như này. Một là suy mòn cơ, thứ hai là tiêu cơ, thứ ba là giảm khối lượng cơ, thứ tư là mất cơ. Thì theo bác sĩ Tú là những cái thuật ngữ mà thống nhất như thế nào ở trong Sài Gòn thì dùng suy mòn cơ hay như thế nào? Tại vì cũng có một cái đề tài thông qua thì ngoài Hà Nội thì chúng tôi dùng cái từ là giảm khối lượng cơ. Tại vì tiếng Anh nó cũng có mấy cái tiếng Anh thuật ngữ nào không tôi nhớ là muscle wasting, rồi loss of muscle. Có những cái thuật ngữ như vậy. Khi mà mình làm nghiên cứu thì một cái thuật ngữ ở tiếng Việt nó thống nhất. Cái thứ hai nữa thì ở bệnh viện chúng tôi cũng triển khai cái siêu âm cơ để đánh giá được cái tình trạng dinh dưỡng. Thì khi siêu âm cơ thì chúng ta biết được là cái kỹ thuật mà mình chỉ cần đặt một cái đầu dò mà một cái áp lực vào, nó hơi có một áp lực lên cơ thì là cái diện tích của cơ nó thay đổi giữa cùng một cái thời điểm, những thời điểm khác nhau nhưng cùng một cái lúc như vậy thì cái diện tích của cơ đã khác nhau rồi. Hoặc là những cái trường hợp béo phì thì cái cơ nó không lấy hết được trong một cái trường siêu âm. Như vậy là theo bác sĩ Tú mình làm như thế nào hạn chế được những cái bias, những cái sai sót ở trong cái siêu âm cơ như vậy? Có hai câu hỏi như vậy cho bác sĩ Tú. Xin cảm ơn. Dạ, cảm ơn câu hỏi của anh ạ. Xin phép thầy em sẽ trả lời. Thì ngoài những cái thuật ngữ mà nãy mới nói ra thì thực ra trong dinh dưỡng chúng ta còn có một cuộc thuật ngữ đó là sarcopenia. Thì ở trong mình có hội chẩn với lại chị Tâm á, thì bên mình có phối hợp với chị Tâm làm đề tài thì bên mình thống nhất dùng cái từ đó là suy mòn cơ trong bệnh nhân hồi sức. Đó là chúng ta dùng cái thuật ngữ là hiện nay ở khu vực phía Nam thì đa số là sẽ dùng cái thuật ngữ như vậy. Rồi có vấn đề thứ hai nữa là hồi nãy như mình có nói á, là mặc dù siêu âm cơ nó có một số cái ưu điểm, tuy nhiên á, là nó cũng có một số cái hạn chế. Giống như bài trình bày mình nói, ví dụ chúng ta đặt cái đầu dò mà chúng ta đè mạnh hơn một chút xíu hay là ta đè nhẹ một xíu thì nó cũng gây ra cái không đúng, không chính xác. Chính vì vậy mà hiện nay thì trong các cái nghiên cứu thì người ta cũng có nói về những cái vấn đề đó, hoặc là trong cái thực hành lâm sàng thì người ta cũng có nói về các vấn đề đó. Tuy nhiên thì mình cũng cố gắng mình đọc thử coi là nó có cái gì đó để hay hơn không, để mình giới thiệu với các chị đồng nghiệp. Nhưng mà cuối cùng thì mình thấy rằng là nó cũng mang tính chất chủ quan, cái trong đó là những vấn đề mang tính chất chủ quan. Thành ra là người ta vẫn khuyến cáo chúng ta nên siêu âm, tức là hạn chế những cái rủi ro khác. Ví dụ như chúng ta bằng cách đánh dấu cái vị trí để hôm sau chúng ta làm đúng cái vị trí đó, hoặc là cùng một người làm trên cùng một bệnh nhân thì chúng ta sẽ hạn chế những cái sai số đó. Thì hy vọng là trong tương lai thì chúng ta có thêm nhiều cái nghiên cứu để đưa ra nhiều cái biện pháp tốt hơn để chúng ta làm thực hành tốt hơn cho bệnh nhân. Cảm ơn. Rồi. Dạ, thưa các thầy và thưa các quý bác sĩ, thực ra thì em làm một application của hãng siêu âm GE ạ.
Và hôm nay thì em cũng rất là vinh dự là được ngồi nghe một cái phiên rất là hay. Em thì có một cái ý kiến từ phía kỹ thuật ạ. Em xin có thể là chia sẻ với quý bác sĩ để mình làm cái kỹ thuật siêu âm cơ. Nó sẽ đảm bảo được cái yếu tố khách quan là thứ nhất là cái yếu tố đánh dấu như là bác sĩ Tú đã chia sẻ. Cái thứ hai là mình có thể sử dụng một cái lớp gel thật là nhiều ở phía bên trên cái cơ đó, và mình kiểm soát rằng cái đầu giò đó nó không làm mất cái lớp gel. Thì có nghĩa là cái đầu giò nó không ảnh hưởng bất cứ một cái lực nào lên trên cái lớp cơ đó. Thì cái lớp cơ anh đo ở tất cả các lần khác nhau, cái kết quả lặp lại nó sẽ chính xác. Cái yếu tố thứ hai mà bác sĩ Hải có hỏi về mặt là cái máy siêu âm nó có cái kỹ thuật nào cho cái người béo phì và mình mở rộng ra được hay không. Thì thực tế là không phải là chỉ máy GE, mà là tất cả các máy siêu âm của tất cả các hãng thì nó sẽ có một cái tính năng là tính năng mở rộng trường quan sát. Nó sẽ có hai cái, một là mình mở rộng gọi là convex ảo, là trên cái đầu giò lai mình có thể mở rộng thành bề hai phía thành một cái convex ảo, hoặc là cái thứ hai là cái giống như là mình chụp ảnh toàn cảnh á, là mình kéo dài cái đường quan sát của mình ra. Thì đối kể cả là với là nếu trên máy siêu âm của mình có cái tính năng đó, thì kể cả là đối với các bệnh nhân béo phì và cái khối lượng cơ nó rất là lớn thì các anh các chị hoàn toàn có thể đo đạc được hết ạ. Dạ, thì đấy là cái ý kiến bổ sung của em từ phía kỹ thuật ạ. Em cảm ơn thầy và cảm ơn các bạn. Vâng, cảm ơn. Ý kiến của bạn rất là hay. Mới hỏi chỗ thạc sĩ Tú là nói làm như vậy là nó y như là nó có một cái chuẩn cho mình để mà mình đo nó nhiều lần nó chính xác hơn tiến sĩ Hải ạ. Tiếp theo thì cũng xin hỏi thầy Huy là mới nãy khi mà anh báo cáo viên của Nhi Đồng thành phố Hồ Chí Minh á, anh có nói là dịch sốt xuất huyết đợt năm này á, là nó thay đổi về dịch tễ rất là nhiều. Thì em muốn hỏi thầy Huy thử ở trong đó là cái tỷ lệ người lớn mắc và cái tỷ lệ bệnh nặng là nó thường điều trị chỗ nào, và thầy có một chút ít cái chia sẻ về những cái trường hợp bệnh nặng của sốt xuất huyết ở thành phố Hồ Chí Minh và khu vực phía Nam được không ạ? Vâng, ngày hôm nay chúng ta buổi chiều nay phiên buổi chiều có hai chủ đề. Chủ đề đầu tiên là chủ đề về nhi, thì có nói đề cập đến vấn đề sốt xuất huyết đang nhưng mà câu hỏi của bác sĩ Bình là hỏi thêm là về cái tình hình về đang xuất huyết tại thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố Hồ Chí Minh cũng như cả nước trong năm nay có đặc điểm khác như năm ngoái, năm trước ở chỗ là tỷ lệ nhiễm ở người lớn tăng hơn, lớn hơn so với trẻ em. Và đây là một đặc điểm mới của năm nay. Và chính vì vậy mà số lượng bệnh nhân nặng tử vong do đang xuất huyết cao hơn rất nhiều so với năm ngoái. Tôi cũng đã làm chủ tọa hoặc tham gia điều hành nhiều phiên kiểm điểm, kiểm thảo tử vong của những bệnh nhân người lớn xuất huyết và tử vong đó. Thì thấy là cái bệnh cảnh của đang xuất huyết của những năm nay có xu hướng khác năm ngoái ở chỗ là nó tổn thương tạng nhiều hơn. Và cái đặc điểm của nó là nó rối loạn về huyết động và đi kèm theo rối loạn về đông đó đông cầm máu là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến những cái tổn thương đa tạng và tử vong. Chúng ta thường thường là không kiểm soát được cái tình trạng suy đa tạng đó và bệnh nhân tử vong rất sớm. Dạ, đúng là cái chia sẻ theo Huy rất là hay. Ở chỗ Đà Nẵng tụi em á là cái sau khi cái hậu Covid nó rất là phức tạp. Nào là người ta không có tiền, nào là mình rất là chán nghe TV bởi vì ngày nào cũng nghe bắt người hết, mà đặc biệt ngành y mà người ta nói với cái giọng rất là vui vẻ, hào sảng y như là làm rất là chán. Thì lúc đó là cái bệnh nhân Covid nó vào ở khoa hồi sức tích cực, tổn thương phổi. Hồi đó Covid âm tính rồi, nhưng mà chết cái lứa đó, lứa sau Covid rất là nhiều. Sau cái đó thì là tới cái sốt xuất huyết. Em chia sẻ với thầy Huy là có những lúc là cái tầng 3 của em gọi là phòng mà bệnh nhân nặng và nguy kịch tầm khoảng 20-30 giường bệnh, thì có những lúc là gần một nửa là sốt xuất huyết. Sốt xuất huyết rất là nặng. Mà tụi em, cái chết của tụi em ở ngoài Đà Nẵng là em thấy rất là lạ năm nay. Cái chết nó do tổn thương cơ quan đích, ví dụ những tổn thương não á, nó vào ở tuyến tơ dưới chuyển lên, chụp CT ra làm đen xuất huyết dương tính, chụp não ra nó phù não căng cứng luôn, và cuối cùng là mắc não chết. Cái chết thứ hai của tụi em là không phải do sốc và suy tạng, mà chết là do nhiễm khuẩn, mà nhiễm khuẩn cơ hội á, gọi là nhiễm khuẩn huyết sau khi sốt xuất huyết. Sau khi sốt xuất huyết là procalcitonin đang tăng lên, bắt đầu nó thay đổi, là bắt đầu là nó đi vào đa tạng sau cái sốt xuất huyết, mà gặp rất là nhiều. Cho nên cũng xin chia sẻ với quý đồng nghiệp về cái mô hình bệnh nặng như vậy. Và đến bây giờ mà
nó cái mô hình bệnh tật nó hoàn toàn thay đổi so với trước trước COVID. Trước COVID á, là bệnh nhân nặng và nguy kịch ở nhóm trẻ tuổi khá là nhiều. Gần như là của bệnh viện là làm một năm tới 50-60 ca ECMO về, nào là phổi, nào là tim. Nhưng mà về sau này hình như những cái người mà suy giảm, những người miễn dịch kém đó họ chết hết ở trong COVID hay sao, hay là không hiểu như thế nào luôn. Mà cũng có hỏi một số đồng nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh, như ở chỗ anh Linh ở Chợ Rẫy cũng nói là cái mô hình bệnh tật nó có khá là nhiều thay đổi. Thì không biết ở ngoài 108 tiến sĩ Hải có chia sẻ về gì về mô hình bệnh tật ở cái giai đoạn này không? Và phải nói là mình là y như là mình cứ chạy theo mãi như vậy và lúc nào cũng là nó trầm hết. Nhờ mình nhờ thầy y có ý kiến thầy. Báo cáo các thầy và quý anh chị đồng nghiệp thì em cũng xin chia sẻ. Thật ra từ sau COVID thì em thấy nổi lên nhất là hai cái vấn đề. Một là tỷ lệ mà hen phế quản ác tính và hen phế quản ngừng tim ác tính vào chỗ em rất là nhiều. Những năm trước rất ít mà năm vừa rồi là lên rất là nhiều và hen rất khó kiểm soát. Bình thường có hen vào thì mình 1-2 ngày mình có thể kiểm soát được cái cơn co thắt của hen, nhưng mà hen ngừng tim rất khó kiểm soát, mất 4-5 ngày. Không nghĩa là sau COVID nó có ảnh hưởng gì không? Cái vấn đề thứ hai là vấn đề mà sau COVID tình trạng nhiễm khuẩn và đặc biệt là nhiễm khuẩn vi khuẩn đa kháng lại tăng lên. Không biết là có mối liên quan gì không, nhưng mà tỷ lệ nhiễm khuẩn đa kháng hồi khi các tuyến chuyển đến thì bây giờ vi khuẩn đa kháng gần như một cái thách thức mà em thấy được một xu hướng nó tăng lên rất là rõ rệt. Thì có hai cái xu hướng mà cảm nhận như vậy. Vâng, xin cảm ơn các đồng nghiệp có ý kiến. Quả thực là đến giờ phút này có rất nhiều ý kiến tương tự như các bạn. Nhưng mà đồng nghiệp đưa ra đó là sau cái đại dịch COVID nó có rất nhiều thay đổi trong cái bệnh cảnh chung của bệnh nhân nặng, mà nổi bật lên nhất, mà quy tụ nhiều nhất đó là thay đổi về tình trạng miễn dịch. Nhưng mà cho đến giờ hiện nay có rất nhiều nghiên cứu đang chuẩn bị tiến hành để làm để đánh giá chuyện đó, nhưng mà đến giờ phút này chưa đủ cơ sở để kết luận việc gì cả. Chúng ta chỉ có thể nói rằng là nó có biến đổi về tình trạng miễn dịch rất nặng, rất nhiều, và thay đổi đến thứ hai là đánh giá về thay đổi về đông máu, đông cầm máu, là hai cái yếu tố mà sau đại dịch COVID xảy ra. Tuy nhiên đến giờ phút này thì các nghiên cứu vẫn đang tiến hành và chưa đủ dữ liệu để kết luận. Cũng như vấn đề rất nay bác sĩ Hải đặt ra là có những cái ý kiến khác nhau về thuật ngữ suy màn cơ đấy, các bạn nói đấy. Thì cho đến hiện nay thì cái từ suy màn cơ mà bác sĩ Tú dùng là chúng tôi ở trong thành phố Hồ Chí Minh đã bàn rất là kỹ giữa các chuyên gia hồi sức và thống nhất với chuyên gia về dinh dưỡng về sử dụng cái từ đó. Tôi hiểu là ý thức được là có rất nhiều ý kiến khác nữa chứ không phải chỉ có ý kiến chúng tôi, và ý kiến chúng tôi chưa phải là ý kiến cuối cùng. Thế nhưng mà đấy, ý kiến chúng tôi đã chọn lựa và quyết định chọn cái từ đó ở thành phố Hồ Chí Minh và thống nhất quan điểm với các chuyên gia dinh dưỡng và chuyên gia hồi sức, và với cái định nghĩa là suy màn cơ là tình trạng suy giảm liên tục khối lượng của cơ, và định nghĩa dựa theo chuẩn của đại học Oxford. Tôi dùng như vậy. Tôi biết là các đồng nghiệp có thể dùng từ khác, nhưng mà trước mắt chúng tôi dùng như vậy. Và tôi hy vọng là sắp tới chuyên ngành hồi sức cấp cứu của mình sẽ có nhiều cuộc họp, nhiều hội thảo chuyên đề riêng về thuật ngữ để làm sao mà tìm được tiếng nói chung. Và đấy là mong muốn chung của các nhà làm hồi sức ở trong thành phố Hồ Chí Minh. Đúng vậy bác sĩ Tú. Vâng, xin cảm ơn. Xin mời các bạn đồng nghiệp khác ạ. Vâng, xin mời bạn đồng nghiệp ở Đại học Y Hà Nội. Vâng, thưa các thầy, thì hiện tại là về đánh giá suy mòn cơ ở Bệnh viện Đại học Y thì hiện tại chúng em vẫn chưa áp dụng kỹ thuật siêu này. Thì em có một số vài băn khoăn trước khi thử tìm hiểu và triển khai kỹ thuật này ở bệnh nhân hồi sức cấp cứu. Thì thứ nhất là ở bệnh nhân Việt, tức là có cái chỉ số mà anh báo cáo ấy, để đánh giá là với dưới cái ngưỡng đấy thì mình nghĩ nhiều đấy là bệnh nhân này là có suy mòn cơ. Tuy nhiên là cái thể tích khối cơ của người Việt Nam so với người nước ngoài thì khác nhau, thì liệu mình có một cái nghiên cứu tổng quan nào về gọi là chỉ số bình thường ở những bệnh nhân châu Á chẳng hạn, về cái khối lượng cơ để dưới cái ngưỡng đấy thì mình nghĩ bệnh nhân bị suy mòn. Đấy, câu hỏi thứ hai là cái việc mình đánh giá thì so sánh giữa các lần để thể hiện là bệnh nhân lúc mới vào viện thì và lúc sau sau khi nằm viện, nằm ICU được 7 ngày thì bệnh nhân bắt đầu xuất hiện suy mòn cơ. Như vậy thì giảm bao nhiêu phần trăm thì mình nghĩ tới là bệnh nhân này sẽ có suy mòn. Và cái câu hỏi thứ ba là mình em rất băn khoăn về cái kỹ thuật làm.
Mặc dù được làm trên là cái người mà có kinh nghiệm về siêu âm và được đào tạo về siêu âm, tuy nhiên là chỉ cần mình xoay cái đầu gió đi một chút thôi thì là cái thiết diện cái cơ nó đã thay đổi rồi. Như vậy thì cái sai số được cho phép là bao nhiêu? Vâng, em xin cảm ơn ạ. Kính thưa thầy và kính thưa các anh chị đồng nghiệp, thì liên quan đến cái việc mà vấn đề suy mòn cơ thì hồi nãy trong cái kết luận em có nói thì hiện nay đến thời điểm hiện nay thì các cái đồng thuận, các cái khuyến cáo thì người ta vẫn nói rằng là hiện nay vẫn chưa có một cái protocol chuẩn nào của các hiệp hội, người ta chỉ đưa ra những cái protocol gợi ý thôi chứ chuẩn thì cũng chưa có, và cũng chưa có bệnh viện nào ở Việt Nam mình xây dựng cái protocol đó. Và cái ngưỡng người ta lấy thì hiện nay thì theo như em đọc thì đa số người ta sẽ chọn cái mốc là giảm dưới 10%, tức là giảm trên 10%, người ta cắt cái thiết diện của cái ví dụ cơ tứ đầu đùi của bệnh nhân, là ta đo ra một con số, sau đó 7 ngày sau hoặc là thời gian sau người ta sẽ cắt thêm một cái cắt nữa nếu như cái sau mà nó giảm hơn cái trước trên 10%, và 10% thường là cái ngưỡng để người ta quyết định, người ta lựa chọn. Tuy nhiên ở mỗi cái vị trí cơ nó cũng sẽ có những cái số khác nhau, ví dụ như trong cái bài slide cuối cùng của mình cũng có trình bày á, ví dụ như ở cơ nhị đầu thì người ta lấy là số phần trăm nó sẽ khác, ở tay phải khác tay trái, còn ở cơ thẳng đùi tay phải chân phải cũng khác chân trái á, tức là mỗi cái điểm cắt nó sẽ khác nhau, nhưng mà chung quy thì thường người ta sẽ dễ nhớ thì người ta sẽ lấy là khoảng 10%, đó là cái mà để người ta so sánh. Tại vì thường bệnh nhân mình vô thì đương nhiên là mỗi bệnh nhân ốm mập khác nhau, chính vì vậy mà nếu chúng ta lấy một cái giá trị thì ở một thời điểm thì nó sẽ không chính xác bằng cái việc mà chúng ta sẽ lấy cái tương quan so sánh trước sau, thì nó sẽ dễ hơn. Còn lại thì hy vọng rằng thì tương lai, đây cũng chỉ là một cái khởi đầu, hy vọng rằng tương lai sẽ có nhiều cái protocol và nhiều nơi làm thì chúng ta sẽ càng có nhiều kinh nghiệm để chia sẻ để làm cái phương pháp này nó thuận tiện hơn. Xin hết. Vâng, cảm ơn bác sĩ Tú, tôi hoàn toàn đồng ý quan điểm của bác sĩ Tú. Cái khó nhất của đánh giá suy mòn cơ cho bệnh nhân ICU đó là chúng ta phải đo vào thời điểm lúc bệnh nhân vào viện. Lúc bệnh nhân nhập khoa ICU lúc đó chúng ta đo mới là thấy nguyên thủy đúng không ạ? Sau đó chúng ta 10 ngày sau hoặc là 20 ngày sau chúng ta đánh giá lại, chúng ta mới so sánh được. Trước sau thì chúng ta biết được là bệnh nhân có suy mòn hay không. Còn cái ngưỡng giảm bao nhiêu phần trăm được gọi là suy mòn thì đến giờ phút này còn có rất nhiều ý khác nhau, nhiều tài liệu khác nhau. Nhưng mà có 3-4 tài liệu mà tôi xem được có thể là từ 10-15% giảm bớt 10-15% thì được gọi là suy mòn. Nhưng mà cái khó nhất trong thực tế lâm sàng đó là chúng ta phải khảo sát được ngay thời điểm lúc nhập viện, lúc nhập khoa ICU, lúc đó mới đánh giá được tiếp theo được. Còn nếu chúng ta chỉ đo một lần thì không cho phép đánh giá. Đấy là chưa kể có nhiều quan điểm ngày hôm qua, quan điểm phản biện, tôi được nghe rất nhiều đồng nghiệp phản biện ở cái chuyện là bài nói về suy dinh dưỡng là bệnh nhân gầy đi bao nhiêu ký, sút đi bao nhiêu ký. Thì trong thực tế lâm sàng anh chị các bạn biết rằng là có rất nhiều bệnh nhân bụng 6 múi nhưng mà chưa chắc đã khỏe, có nhiều gầy nhưng mà đã thầy cơm, thay đủ thứ, người yếu chứ chắc đã là xấu. Nên là có nhiều quan điểm lắm, nhưng mà tôi hoàn toàn quan điểm là đây là vạn sự khởi đầu nan, một cái bắt đầu của bác sĩ tổ chức đã bắt đầu quan tâm đến siêu âm. Đây là một điểm rất mới, rất là đáng hoan nghênh. Trước đây muốn siêu âm thì phải mời bác sĩ siêu âm lên, bây giờ chúng ta cần khảo sát thì đây là một công cụ hết sức lợi hại, công cụ hết sức thiết yếu trong công việc hàng ngày của bác sĩ ICU. Rất khuyến khích các bác sĩ trẻ chúng ta đi hơn nên đi học ở các lớp CME đúng không ạ, để chúng ta có thêm chứng chỉ về siêu âm, để chúng ta có thể chủ động làm những công việc đánh giá người bệnh đủ mọi lĩnh vực trong ICU của chúng ta mà không cần phải nhờ bác sĩ siêu âm nữa. Thì cái khái niệm mà siêu âm focus là như vậy đấy, siêu âm tại giường, siêu âm tại chỗ để mà giúp bác sĩ hồi sức cấp cứu của chúng ta đánh giá được tình trạng người bệnh nhân ở rất nhiều góc độ, nhiều góc độ chứ không phải chỉ 5 góc độ như là bác sĩ bệnh viện thống nhất nói đâu, nhiều góc độ lắm. Bây giờ thấy rõ ràng các bạn thấy cả tim cả cơ chứ không phải chỉ có 5 cái như bạn nói. Thì là cái buổi hội thảo ngày hôm nay của chúng ta đem lại rất nhiều kết quả tích cực. Một điều kết quả hay nhất đó là thời điểm này là cuối của hội thảo rồi nhưng mà vẫn còn khá đông các đồng nghiệp theo dõi, chứng tỏ là lĩnh vực focus siêu âm trong hồi sức cấp cứu đã đem lại rất nhiều sự chú ý của các bạn đồng nghiệp. Và tôi hy vọng, tin rằng sắp tới thì lĩnh vực này ngày càng phát triển và chúng ta sẽ có thêm nhiều kinh nghiệm được chia sẻ trong những năm tới, trong những cuộc hội thảo trong những ngày tới. Nếu không có ý kiến gì thêm thì chúng ta có thể tạm dừng lại đây để chúng ta có thể hẹn gặp nhau vào sang năm. Chúng ta sẽ có nhiều cái báo cáo hay hơn và nhiều cái ý kiến kiến thức mới hơn để chia sẻ với nhau. Xin cảm ơn sự chú ý của các bạn đồng nghiệp. Vâng, xin mời các bạn đồng nghiệp chúng ta lên tham dự chụp một bức ảnh kỷ niệm chung với các đồng nghiệp. Xin mời bác sĩ Trường, bác sĩ An.